Bip, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay cùng mình tìm những chiếc xe đồ chơi xịn sò nhất để chơi nhá. Hôm nay mình sẽ chơi trò chơi tìm xe đồ chơi ở dưới những cái vỉ câu cá này các bạn ơi. Đầu tiên là vỉ câu cá của Pikachu này các bạn ơi. Ui, hồi hộp lắm các bạn ơi, không biết có xe gì không. Một, hai, ba, ui, các bạn ơi, mình phát hiện ra đây là một chiếc xe tải này các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe tải Ben đấy các bạn ạ. Xe này là xe điều khiển đấy. Ui, xe này là xe tải Ben điều khiển 6 chiều các bạn ơi. Ui, điều khiển 8 chiều luôn, không phải là 6 chiều các bạn ạ. Mình bật lên cho có tín hiệu các bạn nhá. Đây mình bật ở chỗ này này các bạn ơi. Ui, có tín hiệu rồi các bạn ơi. Có tín hiệu nhá. Ui, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị điều khiển cho các bạn cùng xem luôn. Đây là cái bảng điều khiển này. Bây giờ mình sẽ điều khiển à. Ô, Ben này các bạn ơi. Ui. Chiếc xe này điều khiển Ben luôn các bạn. Ngầu không? Đó, xe tải Ben điều khiển 8 chiều luôn, ngầu quá con ạ. Ui, các bạn ơi ngầu không? Ui, xoay tròn luôn. Ui, đẳng cấp luôn. Xoay tròn. Đó. Hay quá các bạn ạ. Một chiếc xe tải rất là đẹp luôn. Đó, mình ở đây nhá. Rồi mình sẽ đẩy chiếc xe này ở đây các bạn ơi. Mình sẽ đẩy chiếc xe này ở đây nhá. Bây giờ mình sẽ tìm tiếp thôi. Mình sẽ đặt cái đồ chơi con mèo này các bạn ơi. Nào, đồ chơi câu cá đấy các bạn ạ. Mình sẽ đặt đây nào. Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gì ấy. Mình đặt tiếp cái đồ chơi câu cá máy bay này các bạn ơi. Nào, ui, đây là đồ chơi câu cá máy bay các bạn nhá. Đây các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu nhá. Một chiếc xe cần cẩu điều khiển 8 chiều luôn, điều khiển cả cần luôn đấy các bạn ạ. Đẳng cấp luôn. Mình sẽ bật lên ở chỗ này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ok rồi. Đó, bây giờ mình sẽ điều khiển luôn nha, cho bạn cùng xem luôn nha. Nào, xoay, chưa đến xoay các bạn ạ. Đó, các bạn chờ mình chút nào, để mình điều khiển nâng cần, đó. Mình đã hạ cần, đó, đẳng cấp không? Các bạn thấy chiếc xe cần cẩu này có đẳng cấp không? Ui, điều khiển hạ cần và nâng cần đẳng cấp luôn. Đó, hạ cần, xoay cần luôn. Đó, xoay cần, xoay 360 độ luôn đấy các bạn ạ. Ui, xịn sò luôn. Rồi. Hay quá các bạn ạ. Xe cần cẩu luôn. Ôi, bây giờ mình sẽ tìm tiếp nào các bạn ơi. Vỉ câu cá pin này các bạn ơi. Đó. Ui, không biết là bên trong xe này có gì, xe gì không các bạn ơi. Ui, cha. Các bạn ơi, đây mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông các bạn ạ. Xe bồn điều khiển luôn. Ô, tốc độ đỉnh cao kìa các bạn ơi. Vừa đi vừa xoay bồn cho đào bê tông bên trong các bạn nhá. Vừa đi vừa xoay bồn luôn. Đó, xe bồn chuyên bê tông như thật luôn. To khổng lồ luôn. Đó. Rồi, mình sẽ để chiếc xe bồn ở đây các bạn nhá. Đó, to xe này có xẻng luôn, xẻng xúc bê tông luôn này các bạn ơi. Có vòi chút bê tông luôn đấy, to lắm các bạn ạ. Xe này xịn đấy. Đó. Đó. Ôi, bây giờ mình sẽ đặt tiếp cái vỉ câu cá này lên trong con xe gì không các bạn ơi. Đây là vỉ câu cá các bạn, có cái búa đập cá kìa. Ui, đây là cái vỉ câu cá này các bạn ơi. Ê, vỉ câu cá có cả ô tô bên trong kìa các bạn ơi. Vì câu ô tô các bạn ơi, ui vì câu cá này đẹp hết các bạn ạ. Rồi bây giờ mình phải tìm rồi. Ui các bạn ơi, mình phát hiện ra đây là bộ đồ chơi nấu ăn này các bạn ơi. Đó, bộ đồ chơi nấu ăn nha. Mình ở dưới bộ đồ chơi nấu ăn này có một chiếc xe điều khiển này. Đây là xe tăng các bạn ạ. Xe tăng điều khiển 8 chiều luôn, điều khiển cả lòng ấy các bạn ạ. Xe tăng siêu to khổng lồ. Ui, bây giờ mình bật lên này. Ui, có tín hiệu ơi các bạn ơi, có tín hiệu nha. Đó, một chiếc xe tăng điều khiển ấy. Mình sẽ để đây chơi luôn nào. Đó, bây giờ mình sẽ điều khiển lòng nha. Đó, băng cấp. Đây là xe tăng các bạn ạ, xe tăng chạy bằng pin các bạn nhá. Điều khiển 8 chiều, điều khiển xoay nòng luôn. Đó, xe tăng như thật luôn, siêu to khổng lồ. Nào mình sẽ biểu diễn tiến nào cho bạn xem nha. Băng. Xe tăng này chạy bằng pin các bạn nhá. Xe tăng to ấy. Nào xoay nào. Ui, đẳng cấp không? Các bạn thấy ngầu không? Đó, xoay tròn luôn. Đó, xịn sò luôn. Đó. Ôi, đây giới thiệu các bạn, đây là con bộ đồ chơi câu cá. Đây là bộ đồ chơi câu cá con gà này các bạn ơi. Đó, bộ đồ chơi câu cá con gà vị câu cá xấu các bạn ạ. Đây là ui. Một chiếc xe cứu hỏa chưa cháy các bạn ạ. Ui, chiếc xe cứu hỏa chưa cháy này. Có nhạc luôn nha. Có coi luôn kìa. Chưa đấy. Ui, có đèn nháy kìa các bạn, có đèn nháy ngầu không? Các bạn đẳng cấp không? Ui. Mở cửa luôn. Ui, đẳng cấp, có bu răng lái xe luôn này các bạn ơi. Ui, xịn sò luôn đấy. Ui, chiếc xe cứu hỏa chữa cháy này to. Các bạn ơi, chiếc xe này là xe cứu hỏa chưa cháy các bạn ạ. Đó, hay chưa? Xe cứu hỏa chưa cháy rất là ngầu luôn. Ôi, bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn, đây là một bộ đồ chơi nấu ăn này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi nấu ăn, đây là bộ đồ chơi bác sĩ này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi bác sĩ này ngầu lắm các bạn ạ. Ây, ở đây có một, không biết là bên trong cái bộ đồ chơi này có gì không các bạn ơi. Đây là bộ đồ chơi rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, đây là bộ đồ chơi bác sĩ này các bạn ơi. Ui, ngầu quá các bạn ạ. Ui, mình phát hiện ra đây có một bộ đồ chơi hoa quả này các bạn ơi. Ây, cha, một chiếc xe cần cẩu cứu hộ siêu to khổng lồ các bạn ạ. Wow, chiếc xe này to quá các bạn ạ, to và khổng lồ luôn.
Rồi, bây giờ mình sẽ dùng bạn xe cần cầu này mình đi tìm xe đồ chơi xịn xò hơn với các bạn nhá. Rồi, cùng mình chuẩn bị nào, mình hạ cần xuống nhá. Bây giờ mình phải hạ cần xuống nhá các bạn ơi. Ok, hạ cần rồi các bạn ơi, mình đi tìm thôi. Chào các bạn nhá. Các bạn ơi, cùng mình chơi với những chiếc xe này trước, xong cùng mình đi tìm xe đồ chơi xịn hơn nhá. Đây mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe Beep nhá. Wow, một chiếc xe Beep màu đỏ, mở được cửa luôn các bạn ạ. Đây là xe Beep đưa đón các bạn học sinh đi học đấy các bạn ơi. Ui, chiếc xe Beep này đẹp quá các bạn ạ. Đó, beep 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 beep. Wow, đây là một chiếc xe Beep cảnh sát nữa này các bạn ơi. Chiếc xe Beep này thì quá đẹp luôn, mở được hai cánh cửa luôn này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này xịn xò đấy các bạn ơi. Nào mình chạy thử luôn nào. Beep 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 beep. Ui, động cơ mạnh lắm các bạn ạ. Beep 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 beep. Chiếc xe Beep này đẹp đấy các bạn ạ, màu trắng tinh luôn. Beep 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 beep. Màu trắng xanh đấy các bạn ạ. Beep 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 beep. Wow, đây là một chiếc xe. Ây, xe này là xe cứu hộ các bạn nhỉ. Một chiếc xe cứu hộ đấy các bạn ạ. Ui, chiếc xe này là xe cảnh sát luôn đấy. Đó, beep 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 beep. Ui, đây là giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác nhá. Chiếc xe này chuyên đi chở rác đấy các bạn ạ. Ồ, giữ gìn cho môi trường xanh xanh sạch đẹp luôn. Ui, chiếc xe này đẹp đấy các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh luôn. Beep 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 beep. Wow, đây mình đã giới thiệu với các bạn một chiếc xe cần cẩu nha, vận tải vận cẩu luôn, vừa cẩu được rác còn chở được cả rác ấy các bạn ạ. Chiếc xe này kết hợp hai trong một luôn đấy. Beep 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 beep. Ui, hay quá, hay quá các bạn ơi. Động cơ rất là mạnh luôn. Đây là một chiếc xe xúc nật các bạn nhỉ. Đây là xe xúc nật trong suốt luôn các bạn thấy không, động cơ đang chạy bên trong kìa. Bên trong của nó có cả cá lê mỏ lết, có cả cái búa nữa kìa các bạn ơi. Các bạn thấy không, đây là máy cẩu có đèn có nhạc luôn nhá, âm thanh và ánh sáng ấy các bạn ạ. Ui, chiếc máy cẩu xúc nật này rất là ngầu luôn. Đây là xe xúc nật các bạn nhỉ. À, tiếp theo là một chiếc xe xúc nật màu vàng này các bạn ơi. Chiếc xe này màu vàng rất là đẹp luôn, phát sáng luôn. Đó, đây là hai chiếc xe máy xúc cát có âm thanh và ánh sáng luôn này các bạn ơi. Động cơ trong. Rồi tiếp theo mình lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải đèn. Xe tải bật đèn địa hình luôn đấy các bạn ạ. Xe tải chuyên đi chở đất chở cát nha. Ui, hay quá hay quá. Ui, đẳng cấp luôn. Các bạn hay không, các bạn ơi, đây là một chiếc xe lông hàng này các bạn ơi. Ui, một chiếc xe lông hàng đẹp quá. Đó, mình chạy thử luôn nha. Pi 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 pi. Ui, chiếc xe lông hàng như thật luôn đấy các bạn ạ. Ui, hay quá hay quá. Pi 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 pi. Wow các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều xe cần cẩu siêu to khổng lồ. Xe cần cẩu đang cẩu máy xúc cát luôn này các bạn ơi. Xe cần cẩu đang cẩu máy xúc cát con nợ này xe này. Ui, xe cần cẩu cẩu cả xe lu này các bạn ơi. Đó, xe cẩu, xe cần cẩu cẩu cả xe cẩu này. Ui, xe cần cẩu cẩu máy xúc này các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu khủng long cẩu xe lưng hàng này. Wow, xe cần cẩu cẩu xe xúc nặt này các bạn ơi. Ui, xe máy xúc cát này các bạn ơi. Ui, xe máy xúc cát này các bạn ơi. Wow, xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Ui, xe bồn trộn bê tông boni này. Ui, nhiều xe đẹp quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ khám phá xem có chiếc xe nào xịn không nhá. Đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe đây xe cẩu cẩu một chiếc xe máy xúc cát này. Ui, xe máy xúc cát này ngầu quá các bạn ạ. Kết hợp hai trong một luôn, vừa múc được cát này còn ủi được cát các bạn ạ. Bi 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 bi. Win 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 win. Hay quá các bạn ơi. Bi 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 bi. À, đây mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe container các bạn ạ. Ui, xe container này đẹp quá các bạn ạ. Đây là hộp xe container. Ui, ở bên trong là một chiếc xe container bằng sắt và hai chiếc xe đồ chơi nhỏ. Đây là một chiếc xe container bằng sắt chuyên đi chở cát, nhưng mà hôm nay lại chở xe đồ chơi các bạn ơi. Đây là một chiếc xe Beep cảnh sát này các bạn ơi, đẹp quá đẹp quá. Đó, đây là xe tải xe cảnh sát chở phạm nhân đi các bạn ạ. Đó, xe cảnh sát chở phạm nhân các bạn nhá. Quá là xịn xò luôn các bạn ơi. Wow, ở bên này có một bộ đồ chơi biệt đội siêu anh hùng giải cứu thế giới này các bạn ơi. Có rất là nhiều xe ô tô luôn. Ui, đẹp quá. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ đồ chơi biệt đội bay siêu đẳng nha. Có những chiếc xe rất là đẹp, máy bay trực thăng nữa. Ui, cái bộ đồ chơi đẹp nha. Đây bộ đồ chơi xe Beep biến hình thành robot đấy các bạn ạ. Cái bộ đồ chơi này đẳng cấp đấy các bạn ơi. Ui, xe Beep biến hình thành robot xin giò luôn đấy các bạn ơi. Đó, đây là bộ đồ chơi biệt đội bảo vệ này các bạn ơi, có cả máy bay trực thăng này các bạn ơi, máy bay chiến đấu luôn, máy bay trực thăng nhá. Đó, máy bay đồ chơi đấy các bạn ạ. Ui, cái bộ đồ chơi này xịn đấy, bay thử này. Ui các bạn ơi, ui hay quá hay quá. Rồi, mình sẽ để cái bộ đồ chơi đây các bạn nhá. Rồi, bây giờ cùng mình khám phá tiếp thôi. Đây giới thiệu với các bạn, đây là bộ đồ chơi siêu nhân biến hình này các bạn ơi, biến hình thành siêu nhân chiến đấu ấy các bạn ạ. Ui, bộ đồ chơi này xịn xò ấy, mình ở đây nhá. Đó, xịn xò quá. Ôi, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp thôi. Wow, ở đây mình phát hiện ra bộ đồ chơi khủng long luôn này các bạn ơi. Đó, có cả súng khủng long, có cả trứng khủng long kìa. Một con khủng long ấy này các bạn ơi. Đó, khủng long này.
trứng khủng long này các bạn ơi, và súng khủng long này. Ui khủng long, ui cái bộ đồ chơi này có 5 chiếc xe luôn này các bạn ơi, 5 chiếc xe màu đỏ này, có cả xe môi trường dọn rác này, xe bồn này. Wow, ở đây bộ đồ chơi có cả 2 con ruby này các bạn ơi, có cả xe quả chuối luôn này các bạn ơi. Đó, một con ruby này, đây xe quả chuối này mới ngầu này các bạn ơi. Ui trời, mới lắm. Đó, à, đây bộ đồ chơi xe của biệt đội siêu anh hùng này các bạn ơi, xe container của người khổng lồ xanh này các bạn ơi. Đây là xe container của người khổng lồ xanh ấy các bạn ạ. Ui hay chưa, hay chưa. Đó, rồi mình đi tìm tiếp thôi. Ui các bạn ơi, đây là bộ đồ chơi của siêu nhân này các bạn ơi, có cả mặt nạ của người sắt này, có cả ô tô của đội trưởng Mỹ luôn đấy. Ui cái bộ đồ chơi này xịn sò quá. Đây là mặt nạ của người sắt các bạn nhá. Ui đây là ô tô của đội trưởng Mỹ này các bạn ơi. Ui hay chưa, hay chưa. Đó, ô tô của đội trưởng Mỹ đi các bạn ạ. Ô đây là súng này, súng bắn ra ô tô này các bạn ơi, súng bằng nhựa thôi các bạn nhá, bằng nhựa thôi. Đó, đẳng cấp bum 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 bum. Rồi bây giờ cùng mình đi tìm tiếp trong còn bộ đồ chơi gì mới nữa không các bạn nhá. Đây mình lại phát hiện ra cái bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi siêu nhân này các bạn ơi. Ôi hay quá, và bây giờ mình phải đi tìm xem đồ chơi xịn sò hơn thôi các bạn ơi.